Xin chào tất cả mọi người, chào tất cả các anh chị đam mê ca hát trên mọi miền đất nước. Mình là Truyền Hữu, thì hôm nay Truyền Hữu sẽ giới thiệu cho mọi người một cái con sao cạc mới bên Truyền Hữu vừa nhập về. Đây là cái con sao cạc xuất xứ từ nước Anh ha. Thì đó chính là cái con Scarlett 2E2 của hãng Focusrite. Thì đây là cái con sao cạc để các anh chị thu âm và mix nhạc theo hướng chuyên nghiệp. Thì mọi người có thể lên mạng để search cái tên Scarlett 2E2 này, sẽ có rất nhiều clip hướng dẫn cũng như là những cái đánh giá về cái sản phẩm này. Thì đây là cái con sao cạc rất là mạnh để mọi người thu âm, mix nhạc ha, nổi tiếng trên toàn thế giới. Thì Truyền Hữu cũng rất hân hạnh được giới thiệu cho mọi người cái bộ sản phẩm này. Các bạn, các anh chị nào mà có nhu cầu thì liên hệ cho Truyền Hữu. Thì Truyền Hữu sẽ mở hộp ngay cái con Focusrite này ha. Rồi, ok, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ mở hộp ngay. Đó, màu đỏ. Đây là cái con Focusrite màu đỏ, đặc trưng luôn ha, màu đặc trưng luôn. Đây, Focusrite. Thì trong cái hộp này nó sẽ có sách hướng dẫn. Sách hướng dẫn đơn giản quá, tờ cơ bản thôi, và một cái sợi dây cáp màu đỏ. Ha, tông xịt tông với lại cái sao cạc luôn, màu đỏ rất là nổi bật. Thì mọi người nhìn ở trên hộp này sẽ có hướng dẫn cho mọi người tải driver cũng như là cài đặt các thứ rất là đầy đủ bằng tiếng Anh ha. Thì cũng đơn giản thôi, mọi người có thể là lên Google để gõ cái tìm cái đường link này, Focusrite Resistor, mọi người vào đăng ký nhập cái số serial. Thì Truyền Hữu sẽ hướng dẫn cho mọi người cài driver cái con sao cạc này vào máy tính của mọi người khi các bạn mua hàng bên Truyền Hữu. Đây, thì Truyền Hữu sẽ bóc cái này ra cho mọi người xem cái con sao cạc này như thế nào. Đây, mời mọi người cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của con Focusrite 2E2 này nha. Đó, mặt đằng trước nó sẽ có hai lỗ để mọi người cắm mic raw hoặc là sợi dây để mọi người kết nối vào mixer để chúng ta thực hiện cái việc thu âm và mix nhạc. Có hai cổng, hai cần gạt dưới đây, một cần gạt để chúng ta on off cái chế độ direct monitor để mở cái âm lượng của loa kiểm âm ha. Nguồn 48V kết nối bằng cáp USB, đây là cổng out của tai nghe. Khi mọi người cài xong driver kết nối với lại cái máy tính thì nó sẽ sáng hai cái đèn ha mọi người ha. Nó sẽ sáng hai cái đèn viền này của hai cái nút vặn gain này. Đó, cầm ở trên tay thì cảm giác rất là nặng nha mọi người. Thì đằng sau này sẽ có hai cái cổng để mọi người kết nối cái loa kiểm âm của mọi người, và một cái chỗ để mọi người gắn cái cáp USB mọi người vào. Đó, thì theo như Truyền Hữu tìm hiểu và đã mix nhạc thử cái con này, thì cái cảm nhận của Truyền Hữu thì cái con này nó khuếch đại cái tiếng hát của chúng ta rất là mạnh nha, rất là mạnh, và khử ồn rất là tốt khi mọi người kết hợp với micro thu âm. Thì cái đầu vào của chúng ta rất là chất lượng để các bạn chơi guitar hoặc là chơi nhạc electro, thu âm acoustic, bất cứ các cái dòng nhạc nào mọi người yêu thích, hoặc là mọi người kết nó tương thích rất là nhiều cái phần mềm mix nhạc mạnh nhất hiện nay như là Audition, Adobe Audition, Cubase, FL Studio, những cái phần mềm mix nhạc thông dụng. Đó, mọi người thấy nó có cái sọc ha, cái sơn sọc đường vân sọc này, nhìn rất là mạnh mẽ, rất là đẹp, chính hãng luôn nha. Khi mọi người mua hàng bên Truyền Hữu sẽ được bảo hành chính hãng 12 tháng kèm theo phiếu này. Đó,
Thì Truyền Hữu sẽ cho mọi người nghe thử cái âm thanh Truyền Hữu thu âm bằng cái con Focusrite này. Còn gì đâu em, tháng ngày vui qua mận rồi. Mọi người nghe thử cái âm thanh Truyền Hữu thu bằng cái con Focusrite này bằng phần mềm Cubase 5 á. Thôi đừng đến đắng cay thêm, đoạn buồn ta đi còn dài lê thế, vời còn đam mê xuôi bước chân quên vây để nhớ quên câu thề. Từ đó đôi ta buồn thật nhiều trong tình yêu. Thôi về đi em, về đi em, chẳng còn gì nữa rồi. Đời đã cho ta bao nhiêu cơn sầu, để tầng đêm sâu ôi thương nhớ chẳng sao. Lên có số serial nha mọi người. Đi, mọi người muốn xem chính hãng hay không, mọi người lên mạng sạch ngay cái số serial này, cái trang chủ của Focusrite để sạch ngay cái số serial này. Mọi người đang nghe cái bài hát Xin Làm Người Xa Lạ Truyền Hữu được thu bằng cái sao cạc Focusrite. Các bạn, các anh chị nào quan tâm đến cái sản phẩm sao cạc thu âm mix nhạc Focusrite Kales 22 này ha, thì liên hệ trực tiếp ngay cho Truyền Hữu số điện thoại 0167247280 để đặt hàng, hoặc là các anh chị có thể là kết bạn qua là Zalo hoặc là Facebook để kết bạn với Truyền Hữu. Thì các anh chị hãy ủng hộ Truyền Hữu bằng cách nhấn đăng ký cái kênh Truyền Hữu ở góc phải màn hình bên này nha, để xem những cái clip Truyền Hữu test những cái sản phẩm mới. Cảm ơn mọi người đã theo dõi, tạm biệt mọi người. Wow, rất là đẹp mọi người ơi.